Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và có thể các bạn không tin đâu, nhưng S21 Plus bây giờ chỉ ngang giá iPhone 11. What? What? What the hell? iPhone 11 chính hãng. Về đồ xảy ra, phiên bản 64GB thì giá nó tốt lắm, dưới 16 triệu. Nhưng phiên bản 128GB thì nó lên tới 17,8 triệu cơ. Và các bạn tin không? S21 Plus chính hãng hot sale tại CMS cho phiên bản 128GB đang có 17,2 triệu, tức là nói cho đúng ra cùng dung lượng bộ nhớ thì iPhone còn đắt hơn S21 Plus 600.000. Trời ơi, ui, nhìn mức giá xong mình bị sốc luôn. Và mình nói thật luôn nhá, để so sánh giữa hai con này á, mình nói luôn, mình khuyên các bạn là nên lựa chọn con S21 Plus. Đấy, tại vì rõ ràng là nó đẹp hơn. Đây, trời ơi, nhìn thiết kế nó đẹp hơn như này. Rõ ràng nhìn cái màn hình nó đẹp hơn quá nhiều luôn. Trời ơi, nhìn đi. Đấy, xong rồi camera cũng xịn sò, nhiều tính năng mới. Ít ra nó là cái sản phẩm mới ra mắt mà các bạn nhìn phần viền này, ui, nghĩ gì nữa. Nhưng mà không, nghĩ nhiều thứ đấy các bạn. Tại vì một cái điện thoại đâu chỉ có nhìn không thôi, chúng ta còn sử dụng nó hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với màn hình, với camera, với pin, với rất nhiều thứ khác. Thì trong video này mình sẽ so sánh một cách kỹ hơn về hai cái điện thoại này. Kèo thì ngang giá, mua thì các bạn mua cái điện thoại nào? Bắt đầu nhá. Nói cảm nghĩ của bản thân trước nhá. Ok, cái này là suy nghĩ của bản thân. Mình thì mình sẽ lựa chọn con này for work. Tức là nếu như mình cần một cái điện thoại để làm việc, các thứ phục vụ rất tốt cho những nhu cầu hàng ngày, các thứ kiểu như game cuộc gọi này. Tại vì nói đúng ra thì con máy này đang là cái máy lắp sim công ty của mình. Đấy, TPS Media. Cái này là lắp sim công ty. Còn cái máy này thì các anh em trong văn phòng thì chuyên dùng nó để mà cày liên quân. Thế nên pin lúc nào trong tình trạng đỏ lòm như kia, cọc thật sự chứ. Đấy, thế nên hai cái điện thoại này rõ ràng hướng đến những cái mục đích khác nhau. Bởi vì rõ ràng chơi game trên con này thì nó không ngon, bởi vì nó chỉ là Exynos 2100. Và nói cho đúng ra thì game củng trên mấy cái điện thoại Samsung chính hãng thì nó không ngon. Nhưng cái iPhone này thì nó lại thiếu quá nhiều thứ để phục vụ cho công việc. Ví dụ như nó không có game của gọi. Đấy, hay ví dụ như những cái tính năng để hỗ trợ cho công việc liên quan đến văn bản ấy thì nó cũng không có mặc định. Các bạn sẽ phải tải về rất nhiều ứng dụng, hay thậm chí với iOS thì để phục vụ cho công việc thì góc nhìn của mình là nó cũng thiếu vắng đi một vài những thứ hay ho. Hay nói đơn giản thôi, cái mùa dịch này đi, đi đâu cũng khẩu trang, vân tay như này nó tiện hơn rất nhiều so sánh với cả Face ID của cái con của nợ này. Đấy. Đấy, thế nên là riêng cái khoản này thì các bạn hãy phụ thuộc vào nhu cầu của bản thân để lựa chọn cho nó hợp lý nhá. Còn bây giờ sẽ là cái phần gọi là so sánh hơn thua này. Cái đầu tiên, thiết kế màn hình và trải nghiệm tổng thể ở cái vấn đề người ta gọi là thị giác bên ngoài thì không có một cái cửa nào để iPhone 11 nói rằng là nó đẹp hơn, nó xịn hơn được con Galaxy S21 Plus. Các bạn nhìn mặt lưng đi, trời ơi, ông nào mà bảo mặt lưng của iPhone 11 đẹp hơn được mặt lưng của S21 Plus thì mình cũng chịu. Mặt lưng của S21 Ultra thì nhiều người còn chê cái cụm camera nó to, nó thô. Nhưng con này nó bé, nó gọn, nó đẹp, lại kết hợp kiểu màu tím với cả màu gold, nhìn được vãi đạn luôn. Trong đó iPhone 11 thì nhìn nó quen quá rồi, nhìn nó nhảm quá rồi các bạn. Thậm chí đây, mặt lưng nhám nhám theo trend, mặt lưng bóng bẩy, toàn dấu vân tay cái thứ. Mỗi người một gu, nhưng mình vẫn phải khẳng định một điều là mình thấy đẹp, S21 Plus đẹp hơn. Hay quay sang đến vụ mặt trước này, trời ơi, nghĩ sao vậy? Một cái màn hình viền thì dày cui, xong lại còn tai thỏ, so sánh một cái máy viền mỏng dính. Nhìn bên trên, nhìn cạnh hai bên, nhìn mỏng dính, sướng vãi cả mắt. Camera thì nó còn nhỏ xíu nữa, đấy. Màn hình nó còn to hơn. Thế thì các bạn tự đánh giá đi, con nào đẹp hơn. Đấy là mình còn chưa kể đến cái vụ màn hình phía bên trong đâu nhá. Một bên thì là Full HD Plus, sử dụng cái tấm nền đấy là Dynamic AMOLED. Một bên thì nó chỉ là IPS LCD thôi. Nói cho sang mồm thì gọi là Liquid Retina. Đấy. Để nói cho kỹ hơn thì nó hơn HD cộng một tí, chưa đạt đến mức Full HD cộng. Và con này thì nó đẹp hơn hoàn toàn luôn. Từ khả năng hiển thị màu sắc, ok, từ màu đen rất sâu, từ trải nghiệm sử dụng. Bạn nào mà hay xem phim á, thì nói thật luôn, chỉ muốn đáp cái màn hình của iPhone 11 thì không thể nào chấp nhận được cái màn hình của con này. Đấy, nói chung là cái vấn đề gọi là nhìn bên ngoài thì mình khẳng định là tới 100% luôn, chứ không phải 99,99% nữa, ai cũng sẽ đánh giá là con S21 Plus ngon hơn. Đi vào phía bên trong đi. Hiệu năng thì lần này iPhone 11 hơn. S21 Plus vẫn nhanh, vẫn mượt, vẫn mạnh. Nó là Exynos 2100 thì không thể nào nói nó yếu được. Tất cả những cái tác vụ văn phòng, truy cập ứng dụng, load app, mọi thứ đều rất nhanh, rất mượt. Và gần như là các bạn sẽ không phải suy nghĩ điều gì đó quá nhiều.
Nhưng vấn đề của nó là Exynos và vấn đề của nó là gaming. Và mình tin rất nhiều người khi mà mua cái điện thoại tầm khoảng mười mấy triệu như này thì các bạn trẻ, các bạn cố gắng dồn tiền mua một cái điện thoại về các bạn cái game chẳng hạn. Thì lúc này iPhone nó hơn hoàn toàn luôn, mình phải dùng từ là hơn hoàn toàn luôn các bạn nhá. Liên Quân FPS ngon lành hơn, PUBG ổn định hơn, thậm chí các bạn chơi Genshin Impact nó chung là cũng vẫn ok, chơi ở mức setting hợp lý vẫn ổn. Game thì Samsung không có cửa. Nói như nào nó cũng không có cửa. Hay thậm chí với chỉ là 4GB RAM thôi mà các bạn nhìn cái phản hồi này. Trời ơi, nhìn tất cả những thao tác vuốt trên iPhone này, nó phản hồi này. Trời ơi, đây. Đấy, một cái điện thoại ra mắt hơn 1 năm trời rồi đấy. Nó vẫn nhanh, nó vẫn mượt, và nói chung là nó vẫn cực kỳ ngon. Và rõ ràng nếu như các bạn muốn có một trải nghiệm có thể nói là ngon nhất sau một khoảng thời gian dài, chứ cho là dùng cái điện thoại này đâu đó tầm khoảng 3 năm chẳng hạn, thì mình vẫn khuyến khích là con iPhone 11 nó vẫn sẽ ưu thế hơn so sánh với S21 Plus. Cho dù nói đúng ra flagship của Samsung càng ngày càng ngon hơn rồi, dùng lâu thì vẫn ok, nhưng mà cái độ sướng, độ mượt và gaming các thứ thì iPhone vẫn hơn. Không thể phủ nhận được cái điều này. Tiếp đến sẽ là cái camera. Thì mình nói luôn nhá, camera S21 Plus chụp tốt hơn so sánh với iPhone, nhưng quay video thì iPhone 11 lại tốt hơn so sánh với S21 Plus. Con này có camera chính là 64 chấm, camera góc siêu rộng, chất lượng, và camera góc kia thì nó là 64 chấm để mà các bạn gọi là hybrid zoom chứ không phải là tele zoom 3x. Nói chung là zoom xa thì cũng được, con này thì không có cả những cái ống kính với độ phân giải cao để mà giúp các bạn zoom xa cơ. Và nói cho đúng ra thì chụp hình mình sẽ compare ở đây một vài tấm hình các bạn có thể thấy. Hầu như trong bất cứ tấm hình nào thì cái màu sắc nó đưa lại thì Samsung S21 Plus vẫn mang hơi hướng kiểu rực rỡ nịnh mắt và nhìn nó sướng mắt hơn ấy. Đấy, thậm chí chụp trong những môi trường thiếu sáng thì ảnh của Samsung cũng sẽ sáng hơn một chút, nhưng mà iPhone thì nó lại giữ lại chi tiết tốt hơn một chút. Nói chung là cái này thì gu của từng người khác nhau thôi nên mình cũng chắc là không bàn đến quá nhiều nữa. Cái góc nhìn của mình thì mình thấy ảnh của Samsung ngon hơn. Nhưng quay video thì chất lượng file đưa ra iPhone, cho dù là iPhone 11, vẫn là một sự khác biệt các bạn ạ. Nó ổn định hơn, nó ít bị giật hình hơn, và khi mà các bạn chuyển, chống rung các thứ thì nó cũng ngon hơn. Đây, đây là hai video quay ở độ phân giải gọi là 4K 60fps của hai cái máy này. Thì cái góc của con iPhone là nó rất rộng hơn. Đấy, cân bằng màu sắc trên da, chi tiết, và cái quan trọng là chuyển động ấy. Đấy, thì nó cũng ổn hơn. Quan trọng là các bạn thích cái kiểu màu nào mà thôi. Samsung thì được cái là nhìn nó khá là nịnh, nhìn da rẻ nó vẻ trắng trẻo hơn các thứ. Và cái quan trọng là Samsung nó có cái autofocus, thế nên là đưa lại gần như này này, và lấy nét vào mắt của mình rất là nét. Đó, nhưng đây là môi trường studio của mình, ánh sáng nó vãi cả đạn nhiều thôi. Còn đây là trong cái môi trường có thể nói là thiếu sáng rồi đấy. Đấy, không phải là sáng lắm nữa đâu. Thì Samsung có một cái lợi thế đấy là cái màu da ấy, nó vẫn cân theo kiểu dạng nó nick sáng lên một tí xíu ấy. Lúc này các bạn sẽ cảm thấy một điều đấy là nó bị bệt hơn một cách rõ ràng. Đấy, iPhone thì nhìn vẫn cân bằng hơn, nó dễ chịu hơn, và khi mà mình chuyển động như này này đấy, thì iPhone vẫn mang lại một cái độ ổn định rất là tốt. Đều là 4K 60fps đấy, vậy các bạn thích cái nào hơn? Ok, đấy là còn chưa kể khi mà mình chuyển động như này, các bạn thấy không, cái thuật toán chống rung của Samsung ấy, nó vẫn khiến cho cái người mình nó lệch đi khung hình một tí xíu, mà iPhone nó vẫn cứ đứng yên ở đấy, hay vãi chưởng. Một cái là thuật toán xịn, một cái là thuật toán gần xịn bằng. Ok. Nói chung là cả hai cái điện thoại này, nếu như các bạn mà bây giờ làm những thứ liên quan đến sáng tạo video kiểu TikToker các thứ ấy, thì quay bằng con nào cũng được thôi. Nhưng mà nói thật là mình vẫn thích quay bằng iPhone hơn. Bạn thì sao? Comment. Rồi, tiếp theo sẽ đến cái vụ pin. Pin con này là 3.000 mấy, mình không nhớ cụ thể cái dung lượng pin cho lắm. Con này thì là 4.500. Nhưng mà sử dụng thực tế thì iPhone 11 pin cho S21 Plus đứt đuôi luôn. Thế mới hay chứ. Các bạn biết sao, nhiều vấn đề lắm. Con này nó nóng hơn nè, con này tối ưu pin chờ kém hơn nè, và sử dụng thực tế thì con này cũng đốt pin nhanh hơn nè. Đó, đơn giản là vậy thôi. Nói chung là iPhone 11 thì pin vẫn quá ngon ở thời điểm hiện tại, không có điều gì để phải phàn nàn về vấn đề đó nữa, nên chắc là chúng ta không cần bàn đến quá nhiều. Sạc nhanh thì con này 25W, con này thì 18W, nhưng mà nói chung là Samsung sạc nhanh hơn tí nhưng mà cũng không hơn quá nhiều. Tại vì nói cho đúng ra 25W cũng không phải là cái công nghệ gì quá ghê gớm cả. 30 phút thì nó cũng tương tự như nhau, thì thôi, bỏ qua. Một vài những công nghệ kèm theo như mình vừa nãy nói thì con này có vân tay nhúng bên trong màn hình siêu âm này, con này là Face ID này, kháng nước thì đều có, IP68, rồi loa stereo đều có. Vậy, các bạn nghĩ như thế nào? Sạc không dây cũng có đầy đủ hết luôn. Loa stereo thì tạm được. Tóm lại thì là flagship mà, đồ ăn chơi thì không thiếu cái gì cả. Quan trọng là các bạn thích cái điện thoại nào mà thôi.
Tóm lại trong cái video này, khi mà mình đặt cạnh hai cái điện thoại này với nhau thì nói chung là cũng bất ngờ về khả năng xuống giá của Samsung khi mà ra mắt mới được có vài tháng bằng giá của một cái điện thoại năm ngoái của đối thủ, mà đây lại còn không phải là dòng cao cấp nhất. Cày thực sự luôn. Thế tóm lại, các bạn nghĩ chiếc điện thoại nào phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn, 11 hay S21 Plus? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại Sellnet cho hàng chính hãng nguyên đời của iPhone để có mức giá tốt nhất kèm với rất nhiều ưu đãi hơn nữa. Và đương nhiên là những sản phẩm như là S21 Plus này thì nhớ canh hot sale để có mức giá tốt nhất nhé. Chứ còn không còn hot sale nữa thì mức giá tầm khoảng 20 củ đấy. Lúc này thì không trung mâm rồi. Ok, rồi, bye.